Rồi tiếp theo á, của cái bài viết của cái bài hướng dẫn thiết kế web website bán hàng á, thì bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mình đăng cái sản phẩm lên website. Tôi lấy ví dụ tôi có một sản phẩm này mình sẽ có là tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm đây đó. Cái phần này là nó sẽ nằm ở dưới website đúng không? Phần này nếu mà luôn luôn nằm ở đâu đó, nằm luôn luôn nằm ở dưới đây thì mình sẽ mặc định luôn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mặc định luôn. Ở dưới đây là mô tả sản phẩm ở đây. Mình sẽ có những phần sau. Thì sản phẩm này sẽ có, đối với sản phẩm này sẽ có thêm cái phần là thuộc tính sản phẩm là màu sắc, kích thước, chất liệu. Đó, màu sắc, kích thước, chất liệu. Thì đầu tiên mình phải làm cái phần màu sắc, kích thước, chất liệu này trước. Nha. Thì ở đây sẽ có đăng nhập vào phần quản trị website thì sẽ có một cái chỗ gọi là các thuộc tính nè. Tùy theo sản phẩm mình sẽ có những thuộc tính khác nhau, nghĩa là những thuộc tính ví dụ màu sắc, kích thước, cân nặng, chiều dài, chiều gì đó thì mình sẽ phân bổ nó ra. Rồi ở đây thì tôi sẽ làm ba cái nhóm là nhóm màu sắc, nhóm kích thước và nhóm chất liệu ha. Ở đây tôi sẽ làm đầu tiên là tên là màu sắc. Rồi. Màu sắc. Rồi sau đó là mình sẽ thêm. Rồi sau đó là kích thước. Chất liệu. Rồi sau đó mình sẽ thêm là chất liệu, mình có chất liệu gì nha. Rồi mình sẽ thêm vô đây là chất liệu mình có là tranh. Canvas nha. Rồi. Rồi tranh gỗ MDF. Rồi tranh tráng gương. Đó, xong bằng chất liệu ha. Mình giờ quay tiếp qua các thuộc tính, mình quay tiếp thêm những cái thông số của bên mấy cái phần khác, chất liệu rồi. Liệu. Kích thước. Thước này là 30 x 45 đi. Đó. Cm, cm. Thước là 50 x 75 cm. Đó.
rồi chất kích thước rồi màu sắc. Màu sắc mình có là màu xanh xanh lá này nha. Xanh dương em màu đi, mình thêm nữa thì mình thêm sao đó, mình thêm dương rồi ví dụ vậy đó, thí dụ nha. Rồi mình có xong những cái lớp ban đầu rồi, mình mới đăng, mình mới chọn vô được, mới chọn nó mới chui ra. Rồi sau đó mình mới thêm sản phẩm, tất cả sản phẩm này mình mới xóa bớt những cái sản phẩm mà có sẵn ở đây nha. Ở đây nó rất là nhiều cái sản phẩm có sẵn đây, mình tự chọn hiển thị nè, tự chọn hiển thị, sau đó mình mới cho nó khoảng 200 cái hiện ra áp dụng. Rồi sau đó mình mới xóa hết nó, chọn hành động, bỏ thùng rác, áp dụng. Rồi xóa xong rồi mình có thể qua thùng rác, mình xóa luôn, sạch lên thùng rác luôn cho gọn. Phần này khi mình thực hành, mình nhớ mình thực hành trên cái website thực hành của mình nha, phần xóa này nè. Mình đừng có lấy cái website đang chạy mình xem video mình thực hành, mình xóa hết là mất hết luôn á nha. Rồi đây có sạch rồi, mình sẽ tạo sản phẩm mới nè. Rồi sau đó mình đầu tiên mình copy tiêu đề qua nha. Xóa nào hết. Rồi copy tiêu đề qua ha. Rồi qua đây mình sẽ dán tiêu đề vô đây. Dán tiêu đề vô qua bằng trực quang à, bỏ qua cái phần hướng dẫn này đi. Rồi sau đó mình sẽ, bây giờ mình sẽ copy cái phần mô tả sản phẩm vô trước, mô tả sản phẩm ở chỗ cái ô mà cái ô nội dung của mình đó, copy qua mình sẽ đó, như mình khi mình sẽ làm sản phẩm của mình phải chuẩn bị giống vậy nha, nội dung mình chuẩn bị giống vậy. Còn đây tôi chỉ lấy nội dung của người ta copy qua là tôi hướng dẫn làm thôi nha. Tới tới cái phần này nếu ok được đó là mình phải làm luôn phần mục lục. Kích thước nè, kích thước này là H2 nè ha. Đó rồi tiếp theo là kích thước xong rồi là sẽ tới cái phần gì nữa, có bốn chất liệu cho bạn lựa chọn nè, ví dụ ở đây là H2 đi, H2 đó, cái này là chất, một là chất liệu tráng gương thì cái này là H3 đó, rồi xuống dưới
3, 2 là chất liệu gì? Enter, enter xuống thì mới chọn được nha. 2 là chất liệu H3. Đó, enter xuống H3. Này, enter xuống H3. Đó. Không? Đó là phần mục lục xong. Rồi sau đó, sau đó nè, tính như đọc tốt liền không? Mình làm một mục lục, mình làm mấy là tính như đọc tốt liền nha. Rồi tiếp theo tới cái mình đăng cái bài này vô mục nào? Mục này là mình đăng vô mục để coi. Tranh, tranh treo tường nha. Rồi, bỏ tranh treo tường nha. Rồi ảnh sản phẩm, bây giờ ảnh sản phẩm mình sẽ bỏ vô. Ảnh sản phẩm mình sẽ tải cái này về. Bấm, bấm đôi chuột vô cho nó bự lên rồi xeo về cho dễ. Lưu đó, rồi lưu rồi sau đó mình mới mình thứ hai. Hình thứ hai, thứ ba thì nó giống nhau rồi vậy bao ta. Giống nhau lấy một hình thôi nè. Đúng không? Giống nhau lấy hình thôi, nữa một hình thôi. Rồi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là mình mới bỏ hình vô. Hình hình thì có hai chỗ để mình bỏ hình nha. Hình hai chỗ, ảnh sản phẩm và ảnh sản phẩm và ảnh ảnh sản phẩm nè. Và anh bung hình ảnh, anh sản phẩm là cái ảnh hiện ra bên ngoài khi người ta xem lít danh sách đó, xem cái lưới á, lít vô trong á mình xem được ảnh anh bung nha. Thì đây tôi bỏ, tại đây mình có một hình một nên mình bỏ một, bỏ cho nó làm một chỗ thôi đó. Xong rồi tải file lên. Đó. Rồi ví dụ như đây mình có thêm album thì mình bỏ vô ha. Rồi cái này giá bao nhiêu tiền? Sau khi làm xong hết nội dung rồi mình xuống đây mình sẽ coi cái này là trong tiếp phần audio nữa. Audio thì đối với cái này thì là audio luôn đi, rồi phần giá làm tiếp. Cái này muốn sell cái từ khóa gì thì mình sẽ ấy, ví dụ mình muốn sell từ khóa là tranh tiêu tượng Phật giáo ấy. Đó, tên đây là Phật giáo thì mình lấy cái từ khóa này là từ khóa chính nè. Chính nè. Rồi, mô tả khi search trên Google phải có cái từ khóa đó, tên tiêu tượng Phật giáo tĩnh lặng gì đó nha. Thì ở đây. Rồi thẻ mô tả thì mình copy xuống. Thì cái thẻ mô tả này á thì chỉ cái tiêu cái cụm từ khóa chính này nè. Cụm từ khóa chính này phải có chứa trong tiêu đề nè, phải có trong thẻ mô tả này luôn là đúng ha. Rồi thêm từ khóa liên quan tranh treo tường Phật giáo. Rồi, tranh treo tường Phật giáo nha. Rồi, ở đây một mình làm một một từ thôi, như muốn thêm nữa làm thêm sao nó dùng vậy. Thì đây mình coi lại cái phần SEO của mình giống như bữa trước tôi dạy bài của một bài viết gì đó là nó ổn rồi nè ha. Đó, mình sống xuống đây mình coi đường dẫn ra ngoài trang chưa có thì mình làm thêm đường dẫn ra ngoài trang nè. Đường dẫn nội bộ chưa có mình làm thêm đường dẫn nội bộ, nếu mình có đây chưa có thì mình làm thêm. Rồi một độ từ khóa nè. Đó, một từ khóa nó không đây hiểu nè, nó dụ vậy. Rồi hình ảnh nè. Hình ảnh có cái phần văn bản thay thế hình ảnh có chưa? Ví dụ đây. Ở đây có nè, ví dụ như văn bản thay thế thì chưa có nè. Này là tranh tiêu tượng Phật giáo nè. Ví dụ vậy. Cái này là tranh tiêu tượng thôi, không có chữ đây, không phải Phật giáo, mình để tranh tiêu tượng. Đó. Nó dùng vậy. Này trên tiêu tượng Phật giáo nè. Có thì có nè. Đó mình làm hết đủ hết thông số ha. Đó là cái phần nội dung ok. Rồi tới cái phần mà mua bán hàng nè. Bán hàng ở phần dưới đây, sản phẩm đơn giản, sản phẩm đơn giản là không có cái thuộc tính. Nghĩa là tất cả mọi thứ đều bán chung một giá.
ví dụ như là ví dụ như là giá cùng giá này đi, là tất cả mọi thứ ở chung một giá, thì mình sẽ để là giá bán như đây, đó là chung một giá, giá nào chất liệu nào cũng một giá thì ok làm gì đó. Và khi người ta mua là ta không có chọn, mình có một chất liệu duy nhất thôi, ta mua là chỉ chọn một thôi, giao chỉ giao một loại thôi. Còn như sản phẩm có nhiều loại để ta lựa, MDF nè, cái gương nè khác thì người ta, sẽ lựa chọn. Thì để làm được cái phần nhiều loại đó thì mình phải chọn vô ở đây sản phẩm có biến thể đó, rồi mà sản phẩm có biến thể là rồi sau đó mình mới là các thuộc tính của mình là như thế nào đó, thêm vô ở trong đây. Đối với cái này mình có thuộc tính gì, có thuộc tính là chất liệu là một nè, thêm vô một cái. Mình có kích thước không, kích thước không có không, có kích thước là thêm vô chất liệu mình có nè. Chất liệu đây mình tất cả chọn tất cả nè, tại vì mới có nhiều chất liệu. Rồi màu sắc mình có không, đây không cần màu, một màu màu tranh này, một màu màu không cần màu thì mình khỏi màu, mình chỉ cần chất liệu với kích thước thôi, thêm kích thước. Kích thước ở đây mình có ở kho mình có bao nhiêu kích thước thì mình sẽ thêm ra bấy nhiêu cái thông số kích thước. Ở đây tôi có hai kích thước, kích thước này giá khác, kích thước này giá khác, dùng cho nhiều biến thể, dùng cho nhiều biến thể luôn. Rồi sau đó mình bấm luôn, sau luôn xong rồi vô các biến thể, biến thể rồi sau đó mình mới thêm tạo tất cả ha, tạo tất cả đi. Đây là được, sẽ ra từ những cái thông số này sẽ ra 6 sản phẩm khác nhau. Đúng không? 6 sản phẩm khác nhau. Đó. Ví dụ tranh canh đối với cái là chất liệu tranh canva kích thước 30-45 là cái hình nó như thế nào? Hình khác. Chất liệu khác thì hình cái khác đúng không? Chọn hình khác bỏ vô. Và cái giá này bán bao nhiêu tiền? 345 bao nhiêu, 345 tôi bán 1.2 đi. Đó. Ủa, sao không có. Giá bán thường trước số đi. Nhập giá bán thường 1.2. Đó. Giá khuyến mãi bao nhiêu? 1.2 giá gốc là 1.2, giá khuyến mãi là 1.1. Đúng không? Và tranh canva kích thước 50-75 lớn hơn thì cái giá nó cao hơn, đúng không? Giá cao hơn thì ở đây giá bán thường của tôi là 1.5 triệu. Chúng mãi còn 1.3 triệu. Rồi gõ MDF như thế nào? Mình giao vô, mình nhập hết đúng không? Giá bán thường và gỗ MDF thì giá bán thường là bao nhiêu? Có cao hơn, thấp hơn không? Đó, ví dụ vậy. MDF là giá bán thường là 1.3 triệu. Giá khuyến mãi là 1.2 triệu. Tôi ghi đại nghe. Nó có thể không chính xác. 50-75 là nhiêu? 50-75 là 1.4 triệu. Khuyến mãi là 1.3 triệu. Đó. Tráng gương. Tráng gương là giá là sao? Tráng gương là 1.5 triệu đúng không? Tráng gương là 1.5 triệu. Bán là 1.4 triệu. Tráng gương 50-75 là 1.6 triệu nè. Tráng gương mắc hơn. Rồi khuyến mãi còn 1.5 triệu. Đó,
ví dụ như vậy, vô xong hết đúng không, ví dụ xong hết trơn rồi mình sẽ lưu nó nha. Sau đó mình kiểm tra lại luôn thay đổi. Lưu thay đổi xong rồi mình mới đăng. Đúng không? Lưu thay đổi xong rồi mình mới đăng. Sau đăng xong rồi có đường link liên kết tỉnh đây, mình bấm vô đây view nó, đây mình coi lại cái sản phẩm mình như thế nào đây. Thấy không, chất liệu này đang tính tiền đô này ha, chút xíu chỉ là chữ là tranh canva, chọn vô mua 15 thì giá nhiêu đây đó, gỗ như đây đó, mô tả như đây rồi. Sau khi mình đang mình làm xong rồi thì mình sẽ thấy ở đây, cái đây là tiền đô la đó, thì bây giờ mình sẽ sửa lại tiền này là tiền Việt Nam mỗi đô la nữa. Thì để sửa tiền Việt Nam thì mình sẽ quay vô cái phần WooCommerce và cài đặt. Cài đặt ở đây mình sẽ ghi ghi lại địa chỉ của cửa hàng mình ha. Đó. Rồi quốc gia ở đây là mình để Việt Nam. Đó, mẫu điện bao nhiêu, bán chỉ bán một số khu vực không bán qua quốc gia, giao hàng ở ra cụ thể đi, chọn bán ở Việt Nam thôi, ví dụ vậy. Mà bán nước ngoài thì mình chọn ha. Rồi vị trí khách hàng, mặc định theo định vị hay mặc định có đó không, theo vị trí thì theo vị trí cái này đi, không còn theo định vị. Rồi cho phép sử dụng và giảm giá có luôn, tính toán mà ưu đãi tự động khi mua này đó, có cần không thì đây có nói là mình nếu cần thiết thì bỏ vô. Tiền tệ thì đây mình chọn là Việt Nam, đồng Việt Nam. Rồi ký tự ngăn cách phần ngàn của mình là dấu chấm, ký tự ngăn cách phần thanh là với dấu thập phân là dấu phẩy, số dư số thập phân của mình không đó, rồi lưu. Tôi bấm chưa ăn rồi, để tôi sửa lại. Ngàn đó là dấu chấm nè, không mà phân dấu phẩy, đúng rồi. Thì vị trí thì tiền tệ bên tiền tệ là bên phải một dấu cấp nha, bên phải một dấu cấp nha. Để tôi bấm phím bên này đúng không em. Đó. Rồi sau đó mình mới qua đây mình coi lại coi. Đó. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ bố trí lại cái bố cục của cái này. Và dù mình muốn chỉnh sửa bố cục này thì mình chỉnh ở đâu? Ở đây có nút là tùy biến nè, đồ đất bay nè, mình muốn bố cục mình như thế nào mình sửa lại. Rồi muốn là vô tôi đổi lại là bên
led đi, led xe 3 ví dụ vậy, hoặc là led xe 3 này đi nha. Đó rồi thay thồ thì tôi sẽ để lại là những này đó. Đó rồi sau đó tôi coi lại cái test align, tôi test rồi form size ok rồi. Rồi số sản phẩm liên quan nè, sản phẩm liên quan là ở dưới đây nè, ở dưới cùng mình nè ha. Thì số sản phẩm liên quan của mình đó đây, sản phẩm liên quan của mình đây là mình muốn là như thế nào, sản phẩm liên quan của mình đây là mình muốn nó là bao nhiêu sản phẩm mình chọn vô đó. Rồi ở đây có một cái chỗ cho mình cấu hình đây thêm à, phía trước cái nút add thêm nhỏ hàng, phía sau nút thêm cho phía dưới nút thêm nhỏ hàng thì mình muốn thêm cái gì. Ví dụ ở đây họ luôn mặc định nè, giao hàng toàn quốc miễn phí đó, này đó, thì ở đây thì mình sẽ bỏ này vô, bỏ chữ này vô. Cái trước này vô. Rồi mặc định nha, sản phẩm nào cũng có giống vậy, nghĩa là lúc nào cũng có cái này đây. Con này muốn đẹp là phải dùng, phải thiết kế nha. Cái này thì tôi chỉ để test thôi. Cái này muốn đẹp thì phải mình phải thiết kế mình bỏ vô. Đó, ở cái chỗ này để mình bỏ vô đây. Ở đây thì nó sẽ dạ chạy luôn tuồn, luôn tuồn. Nên mình ghi ít thôi. Chỗ đây là mình không có cái, không có, mình không có thiết kế được nên mình sẽ ghi ít thôi, không ghi nhiều. Giao hàng toàn quốc, thanh toán nhận hàng tặng tranh đi. Rồi ở đây mình sẽ muốn xuống hàng, ở đây phải viết code thôi. BR đây nó mới xuống hàng được, viết ít vậy đi. Còn muốn thì mình muốn thiết kế thì mình phải dùng dưới builder thiết kế bỏ vô cái đó, và đó tính sau nha. Đó mình viết dưới này, viết đây là mặc định, cái chỗ này là phải viết code HTML nó mới ra đẹp. Còn mình không biết viết code thì mình viết test bình thường vậy thôi, đơn giản vậy thôi nha. Kéo kia được, thiết kế cái kiểu mà dán vô đây, nhưng mà cái có cách đó giờ thì không có thời gian để mà dạy nhiều cái phần đó được, như vậy thôi đó. Ví dụ vậy, ví dụ là mình xong cái phần này đúng không đó, sau đó mình mới mình theo tường nè, mình vô đây mình kiểm tra lại. Rồi bấm vô. Nó sẽ ra như vậy. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ ở chỗ này mình thấy nè, có một browse nè. Rồi sản phẩm người xem nè. Thì cái chỗ này là cái size 3, để chỉnh cái size 3 này mình chỉnh đến đâu luôn ha. Xe 3 này trong một widget nè. Vô đây mình sửa tên lại, sửa tên với cái mục này lại ha. Xe 3 ở đây có chỗ là robot xe 3 và shop xe 3 ha. Mình coi bằng shop xe 3 mình là danh mục sản phẩm nè. Sản phẩm đây mình để tiêu đề là danh mục sản phẩm ha. Đó. Ẩn những danh mục trống không đó, rồi không
Rồi tiếp theo là cái phần là sản phẩm vừa xem. Mà để năm luôn luôn không thay đổi chỗ đó ha. Và bài đối với bài này nó để đầy luôn, muốn để đầy luôn cũng được nha. Muốn để đầy thì ở chỗ này mình để nó là không có xe ba, còn tùy theo mình mọi người ấy, ví dụ nô xe ba là nó đầy luôn, nô xe ba là nó bự, nó không có xe ba, nô xe ba thì cái này nha. Ở đây luôn, ở đô xe 3 ha. Ở đây. Có xe 3 là như thế. Nô xe 3 là không có. Thì có xe 3 mình chỉnh những cái xe 3 nằm trong widget thì mình muốn kéo gì vô bên xe 3 mình kéo, xe 3 bên trái bên phải thì mình vô đây mình chỉnh. Nha. Đó là cách nô xe 3 là như thế nào ha. Tôi sẽ review cho các bạn coi. Đây là nô xe 3 đây nha. Đó. Nô xe 3 là nó bự luôn, bự rộng ra bên. Nằm xong bên đây. Đó. Rồi tiếp theo nữa là có một phần nữa là ở bên đây. Bên phần bên ngoài, nghĩa là phần trang là list list những cái danh sách. Thì cái trang này là list đây, list đây. Cái trang này nếu như muốn có size 3 thì mình làm size 3, không có size 3 thì mình bật lên. Thì cái đây chỉnh đâu, tùy biến nè, tùy biến ở đây là, đây là row display. Thì mình quay ra đây mình sẽ chỉnh row danh mục sản phẩm nè. Danh mục sản phẩm ở đây mình có muốn không, mình có muốn có cái phần đó hay không thì mình đấy, đây cái hiện tại là đang chỉnh có size 3. Còn up canva, thường xài up canva thì nó size 3 sẽ ẩn trong lít vô thì nó mới chui ra đó. Thì số sản phẩm trên một hàng là bao nhiêu, trên trên iPad là bao nhiêu, trên mobile là bao nhiêu đó. Rồi đó, ở đây mình chỉnh vô mình coi những cái thông tin đây, có đây giá nằm dưới, title nằm trên, rồi có nút add to cart ở đây đó, quick view có không đó, thì mình coi rồi đó vậy vô. Đó. Thì ở đây bấm vô tranh treo tường nè, khi mình cấu hình đó thì ở đây nó sẽ mất mất cái xe ba đi nha. Rồi sau khi mình tắt cái camera, sắc tắt cái xe ba đi thì sản phẩm mình sẽ rộng ra, cái list danh sách sản phẩm rộng ra, chỗ lọc đây bật ra đây, em muốn coi gì lọc thêm mình coi đây đó. Còn chỗ này sẽ có một cái hình nền nè, ngay đây có một hình nền, cái hình nền là chỉnh đâu, mặc định cái hình nền này cũng chỉnh trong danh mục sản phẩm tùy biến Google mệt như một sản phẩm ấy. Mình kéo xuống đây có một cái chỗ cho mình chỉnh hình nền nè, header, cái đó là header, header ở đây nó là may, nhưng còn muốn mình muốn cái kiểu khác, cái kiểu chữ thôi, không cần làm ra thì ở đây thì cái đó là chỉ là cái dạng chữ thôi, cái thì không có cái tả, ở đây không có cái tả, đây chữ thôi, mình đơn giản chữ thôi. Còn muốn có hình nền thì mặc định một cái hình nền này thôi, mặc định thôi, mặc định cho toàn bộ thôi chứ không có hình nền theo từng cái nha. Tùy mình thích nha. Đó, qua đây. Đó. Hình nền ở đây ví dụ mình bỏ một hình nền nào đó mình thiết kế sẵn ở đây mình bỏ vô. Hình nền này thì mình bỏ vô đây. Hoặc là hình nền đây mình lấy cái hình nền là trong cái feature image background á, là feature mấy ra bắt ra là cái hình đại diện của cái danh mục sản phẩm đó, nếu mình có trong đây, trong cái phần sản phẩm danh mục mà trong này có một cái chỗ mà bỏ hình vô, mình sẽ bỏ hình đại diện của từng danh mục thì từ hình nó tự chui vô cái chỗ chỗ này. Chỗ này trên đeo tường nè, đây tôi không có bỏ ra nó không chui ra thôi.
Ví dụ tranh theo tường đây, có một tranh theo tường đi ha. Đây thì có cái hình chỗ này. Hình đây này, nhìn nè, hình chỗ này. Hình chỗ này chính là cái hình đại diện chỗ này. Đó, ha. Rồi tiếp tục ở trang chủ. Quay lại trang chủ. Rồi đây phần trang chủ nè. Trang chủ mình có những cái chỗ mà hiển thị sản phẩm đây. Nhiều mục đúng không? Thì mình muốn mà gọi đúng cái danh mục đó ra, đúng những danh mục đó ra thì mình phải vô mình gọi đúng loại. Giống như đây mình đang gọi tranh treo tường thì những cái nào tranh treo tường nó sẽ chui vô đây. Thì mình phải coi để mình gọi lại cho đúng. Và cái mục xem thêm này cũng lại phải liên kết lại cho đúng cái đường link liên kết về danh mục sản phẩm phải cho đúng. Và khi mình làm mình đăng vô mình phải set lại những cái đó. Thì mình bữa mình thiết kế là mình lấy những cái danh mục mà mẫu có sẵn để mình nhìn. Nhưng bây giờ mình có sản phẩm rồi, mình vô phải gọi vô cho đúng cho người ta. Ở đây á, thì mình sẽ có hai cái trường phái. Một trường phái là khi mình làm á, là cái trang chủ mình sẽ hiện hết tất cả luôn, là những cái nào mà đăng mới nhất tôi hiện. Còn có trường phái là trang chủ chỉ hiện những cái chọn lọc thôi, nó sẽ khác. Tôi sẽ giải thích cho bạn trường phái là trang chủ hiển thị những cái chọn lọc thôi, còn xem thêm vô đó là những cái khác nữa. Thì ở đây mình sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ phân ra như sau để cho dễ ha. Ở đây là mình sẽ phân ra. Đây cái tab này mình mở ra ha. Bữa mình làm có hai tab thôi. Đây tab là product. Product nha. Bánh nhân cừu đó, ở option đó. Tab sản phẩm nè. Mình đang có sản phẩm option đó. Đó option đó là mình sẽ kéo xuống cái chỗ đây. Chỗ này có một chỗ gọi là category nè. Category này mình đang muốn gọi tranh treo tường thôi. Những cái này liên quan tranh treo tường thôi, mình chọn tranh treo tường. Đó, mình tranh canva thì mình qua tab tranh canva mình gọi đúng tranh canva. Đó, tranh canva. Rồi tiếp tục. Ở đây có một cái chỗ filter nè, hiển thị nè. Hiển thị những cái sản phẩm đặc biệt hay là những sản phẩm khuyến mãi thì ở đây cho mình chọn. Muốn mình làm một cái những liên quan những sản phẩm khuyến mãi thôi thì mình chọn on sale. Còn liên quan những sản phẩm mà đặc biệt, ở đây tôi đang chủ tôi hiện những cái nào đặc biệt tôi hiển thị thôi, nào check cho đặc biệt tôi hiển thị, còn không có đặc biệt thì không hiển thị. Apply. Không cái này đâu có đặc biệt đâu mà hiển thị. Đó thì bây giờ mình vô cái phần sản phẩm của mình nè. Sau khi làm đặc biệt xong mình vô tất cả sản phẩm nè. Mình review ha, từ từ để tôi sẽ mất đi rồi. Trang chủ nó sẽ mất đi. Mô có chỗ một tranh theo tường đây nè. Mình thấy nè. Không có hiển thị cái sản phẩm nãy. Mặc dù mình chọn đúng danh mục tranh treo tường, vì ở trong chỗ đồ đất này mình đang nói là tôi chỉ gọi ra những cái sản phẩm mà có sản phẩm mà đặc biệt thôi. Đây cái này chỗ filter bộ lọc đúng rồi, filter đồ đất nè, hiển thị những cái đặc biệt thôi, thì cái nào đặc biệt nó mới hiện ra. Thì ở đây mình phải vô đây á, thì mình phải chỉnh sửa lại nè, sửa chỗ đây nè, chỗ sản phẩm là sửa nhanh nha. Sửa nhanh thì dưới đây mình chọn nó là nổi bật, đặc biệt là nổi bật á. Không đây cái nào xét vô đây nó mới ra, không xét thì nó không ra. Chỉ trang chủ thôi, những cái mới, những cái nào mình muốn show ở trang chủ thì nó là như thế. Thì đó, thì đây thì mình mới F5 này lại. Thì cái nào chết nổi bật ở chua chua đây. Còn ông dưới này đó là ông hiện hết luôn. Nổi bật đặc biệt gì nó cũng ra hết. Thì nó câu chuyện khác. Không. Chua chua ra đây. Đó. Thì tùy theo mà cái tình huống mà mình nói. Ừ, trang chủ tôi có hiện thì 5 cái đặc biệt thôi. Rồi lít vô trong rồi coi những cái nào mà khác nữa. Hiện khác. Còn không tôi hiện hết. Cái nào mới nhất là ra. Yeah. Đó. Đó là cách mình sắp xếp dữ liệu ha, đăng sản phẩm mà sắp xếp dữ liệu cho nó khớp mà nó phù hợp ha. Rồi kết thúc video ở đây, video đăng sản phẩm.
cấu hình layout, trang chi tiết sản phẩm, cấu hình layout, trang danh mục sản phẩm và hiện sản phẩm ra trang chủ như thế nào. Đó, và cách mình đăng sản phẩm có biến thể, là nghĩa là có màu sắc và kích thước. Muốn mình muốn nhiều biến thể mình cứ mua làm thêm. Đó vậy thôi.